Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu về bài tập phần bài làm của mình về bài tập số 7 là đo nhiệt độ hai kênh 34 dùng con cảm biến nhiệt độ là M35 hiển thị trên LCD 16x2 có cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Thì yêu cầu đề bài là thiết kế phần cứng chương trình hộ mô phỏng. Thì phần cứng mình đã vẽ sẵn ra trên Protot. Thì gồm những phần là con PIC 16F887 LCD 16x2, hai con cảm biến nhiệt độ là M35 nối vào kênh 3 và kênh 4 theo yêu cầu của đề bài, và hai con đèn LED RGB dùng để cảnh báo khi mà quá nhiệt. Còn về phần chương trình thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện PIC, khai báo ADC và những cái phần khai báo này thì chúng ta đã biết ở những bài tập trước. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo một cái mã LCD. Thì cái mã LCD này chúng ta sẽ dùng để xuất dữ liệu ra màn hình LCD. Chúng ta sẽ khai báo thêm hai cái biến là T3 và T4. Thì hai biến này dùng để là lấy dữ liệu nhiệt độ từ kênh 3 và kênh 4. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái chương trình con. Thì chương trình con này dùng để là đọc cái nhiệt độ của hai kênh 3 và 4. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái kênh ADC là kênh thứ 3 yêu cầu của đề bài. Thì chúng ta sẽ tính được nhiệt độ của kênh thứ ba thì theo công thức này. Thì theo công thức trên thì chúng ta suy ra là một độ C nó bằng 2.046 ADC. Thì từ đó có thể dễ dàng suy ra nhiệt độ cái kênh đó là cái dữ liệu ADC chia cho 2.046. Chúng ta làm tương tự cho kênh thứ 4. Tiếp theo chúng ta sẽ biết chương trình con. Chương trình con hiển thị nhiệt độ ra màn hình. Thì chúng ta sẽ hiển thị cái nhiệt độ của kênh thứ 3 ở dòng trên và nhiệt độ của kênh thứ 4 ở dòng dưới. Thì cái phần mà cái phần mà T3 chia lấy nguyên và chia lấy dư này thì chúng ta đã làm rồi, nên mình sẽ không nói kỹ lưỡng cái phần này. Vào chương trình chính thì chúng ta sẽ đặt cái chân D. Chúng ta sẽ đặt trước chân D là output, chân E là output và chân C là output. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái ADC. Chúng ta sẽ khai báo cái chân của ADC là chân 3, chân 4. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái chúng ta sẽ khai báo LCD và chúng ta sẽ đặt hai cái dòng chữ là nhiệt độ kênh 3 và nhiệt độ kênh 4 ở hai hàng đầu và hàng thứ hai. Rồi chương trình chúng ta sẽ cho hiển thị nhiệt độ và hiển thị cái chúng ta sẽ hiển thị nhiệt độ và hiển thị cái dòng chữ chân 3 và chân 4. Thì cái phần mà cảnh báo quá nhiệt, về phần cảnh báo quá nhiệt thì khi mà nhiệt độ ở kênh 3 lớn hơn 40 độ C thì chúng ta sẽ cho chân C1 xuống mức thấp và chân C0 xuống lên mức cao. Thì lúc này thì lúc bình thường thì chân C1 của chúng ta nó sẽ lên mức cao và chân C0 nó lên mức thấp. Thì lúc này thì đèn xanh nó sẽ sáng. Và khi mà có quá nhiệt thì chúng ta sẽ output low cái chân C1 này và chúng ta output high cái chân C0. Thì lúc này đèn xanh tắt và đèn đỏ nó sẽ sáng lên, nó sẽ cảnh báo quá nhiệt. Chúng ta sẽ làm tương tự như chúng ta sẽ làm cái chương trình cảnh báo quá nhiệt tương tự như kênh số 3 cho cái kênh số 4 nha. Rồi phần chương trình của mình thì chỉ đơn giản thế thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử.
Thì chúng ta khi mà chúng ta đang giảm nhiệt độ, chúng ta sẽ thấy là nó đang giảm theo. Đây, khi mà quá nhiệt thì nó sẽ thông báo đèn đỏ. Rồi khi mà không quá nhiệt nữa thì nó sẽ trở về đèn xanh. Phần trình bày của mình xin đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.